Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Xã Sệ. Cả nhà ơi, hôm nay thấy các món ăn nhà Xã Sệ nó có phong phú không? Hôm nay thì nhà Xã Sệ làm món cháo lòng anh em. Cháo lòng thì trong khi đó có lòng này, đây là gọi là dồi này, lòng này, và đây là rau thơm, và có món ăn kèm theo là ngô luộc. Hôm nay Xã Sệ mời đi mấy chị em. Đấy, mấy chị em một chút bia cho nó hồng hào. Cho nó rực rỡ. Hơi bụng một tí nhưng mà bia phải có bọt. Bọt. Bố ăn ra đi bố. Ăn đi. Kèm ăn con. Cái này cho bò luôn, không phải... Món lòng quá ngon luôn cả nhà. Mỡ làm kiểu gì? Mỡ tuốt. Sao mỡ làm sạch sẽ thế? Mỡ làm sạch thế. Làm sạch cho đảm bảo. Chứ còn đâu á. Nó bảo mỡ chỉ rửa qua phà thôi. Mỡ sợ chứ có phà được. Nồng là phải có phà mà. Bù cao đấy, người ta ăn tất cả đấy. Ăn tất cả bên trong nhé. Ăn tất cả bịa. Hoạt ra xong người ta lại Bu có dám ăn cái món đấy không? Không. Bịa lợn, bịa dê, bịa trâu, bịa bò à? Ăn ở trong nó vẫn còn xanh xanh ra. Mua làm ăn không? Không ghê lắm. Phật sợ luôn. Thật sự là toàn món ngon cả nhà. Trời ơi, món lòng này thì ghê luôn. Quán không bao giờ bằng luôn. Sao em không cho ít muối vào đây luôn? Cho vào luôn, cho nó vừa vừa luôn, xong rồi nó mới ngon. Bu ăn rồi đúng không? À, món rồi ngon á. Bu gắp thử miếng à. Ăn mà cảm nghĩ luôn. Mình chấm cho nó ngọt đây. Cẩn thận bé thôi. Anh cho to quá. To đâu, em cho muối vào bao giờ nó chả là phùng thế mà lại gần do to. Lấu canh cũng thế, em cho phát nó sùng lên luôn. Nhưng mà được cái là nấu cháo những cái nồi này không bao giờ bị cháy luôn. Bu thử miếng đi bố. Thử rồi. Phải ăn hết cả miếng á. Nó ăn phải to như thế nó mới ngon. Bu cứ thử đi nào. Không sợ đâu. Cái này ăn cơm ngon. Đúng rồi, bu phải ăn hết một miếng ngon. To miếng quá. To và không to. Đấy. Ăn đừng có cắn, bây giờ thời đại bây giờ là ăn là phải hết một miếng luôn. Đấy, trời ơi đấy. Bu nhìn thấy con dâu bu chưa? Ăn phải như thế. Em ơi, để kỹ vào, anh không thích ăn sống đâu. Chín kỹ. Không. Em chọn chín mà. Chín thì chín, thì anh phải thích sun sun này này mới là chín này. À. Anh thêm dài nha. Sẽ mời cả nhà nhá. Đây con, hai cái chấm này. Em chấm nữa à? Không. Chấm. Chấm ngon. Mỗi chị em làm miếng ấy nè, miếng rồi nè. À, cô Trang gắp miếng rồi nè. Nói cho em làm miếng rồi đi. Thưởng thức đi. Rồi sẽ làm đấy cả nhà. Quên không quay quy trình làm. Cứ ăn đi. Đấy. Cảm nhận xem sao em. Có tuyệt vời. Anh làm không tuyệt vời thì còn ai làm tuyệt vời ở đây nữa. Rau thiên nhiên. Ôi dồi, mình nói có người bĩu môi. Ê như này. Cơm công xanh. Đúng không Bu? Cơm công thành xanh của con cảm. Thì vợ mình với mình thì khác gì nhau. Bu mình cười đấy, Bu này. Ai cấp công đâu. Tuyệt vời. Cảm ơn vợ, cho nên là hôm nay anh em mình có món ngon này cho Trang. Ăn đi con. Mọi người còn đang blog Facebook em rồi. Vì suốt ngày quay đồ ăn thì chồng. Em fan rồi đúng không? Chỉ là béo anh em mình thôi. Chào anh em này.
rau ở ngoài gốc cây ấy nhá, gốc cây hoa. Rau húng nhà mình mà. Nhưng mà húng này nó là húng thơm đúng không? Ngon lắm. Dạ. Trắng lên ngon. Và ăn chín chín với cay hơn. Chín chín nó bạch hà. Không phải. Dạ. Có cái loại này cũng. Cắt hết đi con. Để sau này cho anh. Ăn hành sớm thì hôi hôi mồm thì chuẩn nhé. Mồm kèm. Nóng rồi chấm móng cũng ngon. Ngon nhức nách. Xin thông báo là cô cháu gái nhặt rau vẫn còn nguyên lá tre. Cô phải sớm đến 100 tuổi thôi. Thì cô thưởng thức hết những cái gì con dâu cũng lớn. Cô là ca sản được đồ Tây. Sao không sớm được? Sao không sớm được? Dạ vâng, quý con gái, à quý con trai hơn là cháu. Dạ vâng, góc lại rơi vào bắt cậu. Thế mà như thế là không được. Anh cho mấy những... Anh cho vào đây ngon cho nó đậm một cái máu. Anh cho thả nữa, đấy. Nó 5 sóng miếng mà. Nó phải có cái màu của vệt nhá. Cháo, à, nó có màu. Cái số em làm gấp đôi thế này. Ăn hơi ít. Hai đĩa này. Ngon quá. Đâu lắm rồi không ăn món này. Nỏng lợn rồi lợn đấy. Mỹ hay ăn? Vâng. Quân Mỹ hay mua. Như này mà cái hoàng cả nhà nhìn này nó phải xun là như này sẽ phải làm ăn rồi. Đó. Nó còn sống 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 này cứ bảo ăn giòn ngon nhưng mà sẽ sợ con đi cũng bắt mà bố bỏ cái bát này không đây à. Rồi, cho nó cháo vào đi ạ. Trái. Sao con chấm sao? Tìm được cháo nóng. Hôm nay mà em bị nồi cháo vào chân thì cô sắc đứt. Thôi thì tối khỏi phải ăn. Hôm sau thì ăn rõ. Cả hụi nó khóc. Sợ quá. Ăn thịt góc này. Ăn đi không? Cầm lấy xong lấy cái gì ạ? Kẹp mấy cái rau nào. Phần đại này ăn thử mấy rau xanh thật. Đăng cho đăng lên một lòng. Đăng ra đây em được thì ăn rồi. Con thì con cho rồi. Trời ơi. Đúng là lòng này. Thêm miếng ớt. Thêm miếng châu. Đã. Người ta ăn cả cái canh châu, cái canh cá. Cái canh cá. Ngày trước thầy mình khao khoảng 70 đấy. Làm cái canh bò. Ui dồi ôi. Anh còn ăn hết bát ô tô này. Ăn xong không? Không không. Sợ thầy. Anh thích tiết canh ngon mà. Tiết canh anh thích ăn. Ngon mà. Bây giờ sợ. Bắt đầu bữa ăn tiết canh lợn trước. Bây giờ lợn chả được ngon. Tiết canh lợn ngon, ngọt. Hôm nay mình thấy người cám này chả được ngon. Bình bon này làm phiền mình đấy. Phải không anh? Cái phần Mỹ. Sao mai anh đưa con về? Anh cứ xuống đi. Hello. Em đã bảo rồi. Tí. Cứ cho con chơi tí cho con về nữa. Không quá 15 phút. Nha, tí mẹ Thảo đưa về. Nha con nha, bố con đang ăn đã nha. Ok, bye bye nha. Tí mẹ Thảo đưa về, không chị Hương anh Hiếu đưa về nhé. Rồi, sao mẹ đưa về. Ok. Rồi, lấy tháng nữa, sao Minh ở đấy? Minh ở đấy, hai ở đây. Đi ăn bò, bò, nhặt. Hai thằng ăn nhau.
Ừ, chắc là cả nhà chưa ăn đậu lòng như bao giờ. À đây gọi là ở quán gọi cháo lẩu nhỉ? Lẩu cháo. À lẩu cháo cả nhà. Chắc là rất là nhiều người chưa được ăn lẩu cháo. Nhiều người không được ăn chứ, nhiều người chưa làm cái này bao giờ luôn. Có ra quán người ta có thì chắc là ăn thôi, chứ còn thì làm nhà mình nghĩ là chưa có. Mọi người cứ xem đi, xem video xong thì tự làm những món này rất là ngon, đơn giản lắm. Làm rồi này, làm lòng sạch này, đấy, rồi thì luộc như bình thường. Lòng phải cho muối chanh. Lòng thì mọi người làm sạch như nào cảm thấy ăn được thì là mọi người làm thôi. Còn cái cháo này thì cũng đơn giản thôi, cháo thì cũng nấu cháo như bình thường, cho nước nhiều hơn một tí. Cho nước nhiều hơn không? Cho nước nhiều hơn khi mà nấu cháo bình thường ấy, để cho nước cháo nó được loãng ra khi mà mình nhúng những cái đồ ăn vào ấy, thì nó sẽ không bị dính vào. Mà ăn nấu cháo này tất cả những thứ nhúng vào xong bắt đầu ăn cháo cuối cùng thì phải nói cực là ngon. Không khác gì ăn đồ hấp như thế. Chị Thu đang bảo thèm quá. Chị Thu cũng thích ăn lòng. Ở dưới Thanh Trì chính thức là qua rồi. Lâu 6.000 quả trứng rồi. Dạ. 6.000 quả trứng rồi. Vâng. Sao mà? Cái gì? 8 ca đấy. Nó tính. Cái gì mấy ca? Một làng tận mười mấy ca kìa. Phong tỏa hết luôn. Đi làm hết các xã lên cận. Đấy, như mình này có một sướng chán. Ngày xưa này sẽ không biết ăn mấy cái rau thơm này đâu. Nhưng từ ngày biết ăn nằm cái này ngon. Ăn được. Tất cả những rau thơm khác thì không ăn được. Chỉ ăn những cái húng này, với cả hành khô, à hành sống. Con trai chị nhất ở cái bản mình này là cũng ăn ngon. Chị em mình ở nhà chỉ có rau luộc, thịt luộc xong béo. Xong ấy hàng luôn ha. Chị ơi thương chúng em. Hôm nay chị mẹ của em xích cho ít đồ ăn nấu rồi còn rơi nước mắt. Bà Hiền là đúng con vĩ tràn. Đang khen em ạ. Đang khen. Béo ra hàng nhìn chị đang giảm, đang sướng đây này. Ai thì thương thằng em thì ăn khăm khổ và chị thì ăn sướng nhất nước. Thằng em toàn phải gặm xương đây. Số này mua cũng phải xương này mua cũng phải 150g một tí, gầy mong manh rồi. Ăn đi con. Ăn đi. Sườn đây món ngon. Thịt chấm là không ấy. Miếng mắm này. Miếng mắm là mình hợp từ cái đồ này. Những người mà biết ăn lòng á là họ không cho em tuốt như thế này đâu. Đúng rồi. Tuốt sạch quá nó sẽ bị dai. Nhưng anh là cái người không hai vợ chồng mình đều không thích ăn nhiều những cái ghê ghê ở bên trong ấy. Ăn thì kia cắn rồi xong bắt đầu nó chảy chảy bột bột ấy. Nhiều người cũng bảo ngọt ngon lắm. Nó còn kèm hết cả cái bột không? Đấy em làm trăm luôn, trăm nhận kia là chỉ có ấy thôi, cắt khúc ra bắt đầu nào. Xong rửa. Thằng Thầy Dưỡng bảo em là cắt khúc ra. Xong nhúng đúng không? Nhúng. Xong thôi mợ sợ ăn kiểu đấy lắm. Nhà mợ làm sạch. Nào. Vô cả. Vô, nãy rồi quên vô. Vô cả, rồi con. Cho cắn, cho cắn. Hả? Vô lại không? Cho. Cố biến một sợ. Đồ, muốn bù là không đồ.